Đây mọi người, đây là nhà nhỏ bé của mình nha. Đó. Nhà mình thì đơn giản lắm mọi người, chỉ cần là có nhà ở là được rồi. Và đây là cô út nhà mình này. Đó, hôm nay thì đón giao thừa sẽ đón ở nhà bà ngoại với dì mọi người. Tại vì ông ngoại mất rồi, còn mỗi bà ngoại thôi, cho nên là vợ chồng mình và bà già mình sẽ đi đón Tết ở nhà bà ngoại nha, với bà dì. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho mọi người xem heo. À, anh chị mà có xuống ghé thì muốn nướng con heo liên hoan hay là gì thì mọi người cứ alo cho mình nha. Qua đây. Đấy, heo này là heo mình heo manet đã bắt từ rừng về và thuần nha cả nhà nha. Đó, nói chung là nó cũng lai thôi, lai rừng. Đây cả nhà. Đó, sang đây cho cả nhà xem. Đó mọi người. Heo đậm chất luôn nha cả nhà. Đấy. Đấy, con đực kia thì nó tầm 30 kg hơi cả nhà. Và mấy con cái này, con cái này thì manet muốn nhân giống lên thôi. Và con đực này thì manet đã cho phối giống rồi cả nhà. Cho nên là manet muốn cũng muốn gửi gắm cho mọi người con đực này. Hai là con cái một con gì đấy, nhưng mà mình sẽ chia sẻ tầm 2 con thôi, 2 con sẽ để lại. Và mấy con trong chuồng nữa, mấy con trong chuồng thì đang bầu mọi người. Và đây là chuồng bò manet. Thì bò manet cũng có mấy con cả nhà. Đây. Đây là bên này là nhà bà già và bên này là nhà của manet này. Đó. Đất thì trồng cái gì thì bò cũng ăn hết à. Cho nên là không trồng gì. Bây giờ thì mọi người theo chân manet đi bắt heo bên kia nhá, không phải bắt heo nhà manet nhá, mà bắt heo bên bà cô kia nhá. Bây giờ rích cơ. Đây mọi người, mình sẽ lấy con xe này để chở heo luôn nha. Heo này thì chở cả bò cả heo luôn. Heo cái xe này là xe Honda. Ở anh em mình độ chế làm xe lôi nha mọi người, làm xe 3 bánh. Và cái bánh sau cũng khóa là ok luôn này. À, bây giờ thì mọi người lên xe cùng mình nhá. Đi, lên, rồi cậu. Một con đi. À, đã tới nơi rồi mọi người. Bây giờ thì anh em sẽ vào đây để bắt heo này cả nhà. Heo ở đây là heo, anh chị heo dân nuôi đây thì heo lai hay là heo đê thôi, heo đen thôi cả nhà. Mới luôn em. Đã tới nơi mọi người, đây là chuồng heo của bà dì luôn. Đó. Chuồng heo bà dì cũng nuôi đơn giản lắm cả nhà. Đấy,
Mấy cái dòng heo này là cũng lai này, vừa lai cả heo trắng, heo đê và heo rừng luôn nha cả nhà. Đó, bây giờ thì phải chờ chủ nhà sang để chỉ con nào thì mấy anh em mình sẽ bắt nhá mọi người. Đó. Giờ thì đa số là ở đây thì mấy cô dì, mấy cô chú bác ở đây thì đa số là nuôi với cây chuối mọi người, với lại cây chuối này, lá mì này, và nấu cây ngô này, đây đây lá bôn này, lá bôn này cũng nấu này mọi người, và cho ăn cám gạo thôi đấy. Cho nên là heo không bao giờ mà mập to được, nó toàn là ăn, nói chung là nó không ăn cám mà khó mà to lắm cả nhà, cho nên thịt nó cũng chất lượng và thơm ngon hơn nha. À, bây giờ thì anh em mình sẽ vào chờ bà dì sang, là anh em mình sẽ bắt nha. Đây mọi người, à, chủ nhà đã vào rồi, to hơn thùng phi nữa. Để xem chủ nhà bắt nha mọi người. Thì mình heo mình thì mình sẽ tự tay bắt nha cả nhà. Bây giờ thì heo cô em thì cô em sẽ bắt đây, mình chỉ đi theo phụ bắt thôi. À, bà dì bảo là bắt con nhỏ gầy nữa, thì bây giờ thì anh em cũng chỉ biết bắt con gầy thôi mọi người, tại vì con gầy đó bà dì hai bà dì nói chuyện với nhau thì có 1 triệu thôi, vừa bán vừa tặng cả nhà, gọi là vừa bán vừa cho thì có 1 triệu thôi mà gầy lắm, nhớ được là thịt ba chắc nha, lát thêm ăn khẩu mà. Bây giờ thì bây giờ thì không, em nhảy chụp nó luôn cần gì phải thông đấy, heo thì thon gọn giờ, con cái đúng không gì? Đúng rồi, đây đây con này này, đây này, đây này nó này. Chú trả 2-3 triệu luôn hả? Wow. Thế là cho bà dì út là 200 thôi. Wow. Đấy, bà dì bảo là bán cho người ta thì phải tầm 2 triệu mọi người. Mà cho bà dì út về làm thịt cúng Tết đón giao thừa thì có 200 à? Bây giờ thì cụ em nó lùa từ nãy giờ, biết nó tính đi lấy cái gì nữa. Ôi là chú trà không, em chụp nữa đây, anh bắt cho sao con heo này cứ khó khăn vậy. Bắt lên em, bắt lên, bắt đây, bắt đây, bắt đây, bắt đây. Có bao không, có bao không? Lấy dây cổ chân. Lấy dây, lấy dây này luôn. Đè nó xuống em. Đầu tiên cột mồm. Thấy chưa? Người em to không biết bao nhiêu. Đấy, con heo này bà dì bảo là bán người ta là phải tầm 2 triệu, mà bán người nhà mình làm cúng vừa bán vừa cho có 200 nghìn. Đấy, nói mà nghe mọi người nghe chắc là không có đâu hả, để làm video thôi không có đâu nha, cái này thử thật nha cả nhà. Con này là cũng gầy rồi, đẻ mấy lứa rồi em nhỉ, mấy lứa mà đẻ? Mấy lứa rồi gì, mấy lứa rồi? Ồ, mới 1 lứa thế thì cũng có giống rồi. Heo này thế là có giống rồi. Buộc chân rồi. Thế mà anh đi xe chả bá lửa luôn. Để chơi con heo. Xe này quá tải luôn đấy. Chơi con heo này. Em thả một chân ở dưới.
thế là đã xong nha mọi người. Con giờ mình đã đưa lên xe nha mọi người. Con này thì gầy này thì thịt thì bao bao ngon luôn nha cả nhà. Con này thì không có chê luôn nha. À, cũng tạm được rồi. Con này thì cái thùng xe này nó quá rộng cả nhà, nên phải buộc lại không nó lại rớt nữa. Bây giờ thì theo chân đi tắm, theo chân Manet đi về làm việc nhá. Quán này là quán bãi gì đây, và đoạn kia là cầu treo cả nhà. À, bây giờ thì cho mọi người xem quán, rồi mình sẽ xuống cầu treo quay cho mọi người xem nha. Đây. Đây là quán bãi gì mới cả nhà. Cả nhà sẽ xuống đây và ghé quán của Manet nha. Và bây giờ mình đi cầu treo. Anh chị cũng đi trải nghiệm rồi và biết rồi. Còn một số anh chị nào mà chưa đi á, thì hay là chưa đi chơi ở đây á, thì cứ alo cho tao mình hết nhá. Và đây là điểm đi xuống để chúng ta đi cầu sang kia sông này. Đây là... chào anh. Và đây là trung tâm bán vé mọi người. Bán và mua vé. À, chúng ta mua vé ở đây, chúng ta có thể vào đây tham quan và để chiêm ngưỡng cái này. Là vào bên này thế nhỉ? Đường phá đường vào rồi, còn không vào đường đấy, đường này nữa. Phải thế. Đây, này. Đây một người khung cảnh nhà mấy anh em họ làm rất là đẹp luôn. Tự nhiên mà với khung cảnh tự nhiên này. Đó, mọi người ai chưa từng trải nghiệm thì hãy đi một lần nha. Đây. Trước kia thì mình hay đi chơi với lại mình sống ở đây đa số là cầu bên kia mọi người, và hiện tại thì họ đã chuyển sang làm bên này rồi. À, bên kia cái cầu không đi được nữa, đi cầu bên này kia thôi. Mọi người sẽ vui chơi thoải mái đi. Và mát này, khung cảnh này. Đó, chỉ cần là vào đây thì kia này rất là yên, yên vui luôn. Mà nếu mà mọi người chưa trải nghiệm, sang trải nghiệm
còn mọi người muốn trải nghiệm đi thuyền cái gì thì Manet cũng hỗ trợ luôn nha. Mình sẽ có thuyền đi hỗ trợ mọi người đi sang cái sông hay là chỗ nào lý tưởng, nếu mà mọi người cảm thấy là chỗ này thì chỗ này cũng khá là ok này, và có mấy chỗ khác thì cũng đẹp. Nói chung là nó không có dịch vụ là có thể là đồ ăn đồ uống thôi đấy, chúng ta tự cung cấp. Còn chỗ này thì sẽ có mấy anh chị phục vụ, chúng ta muốn ăn gì thì đều có thực đơn và món nha mọi người. Bây giờ thì mình cũng chia sẻ vậy thôi. Bây giờ thì về làm con heo đã, chứ giờ trời tối là sẽ không làm cúng được nha cả nhà nha. Bây giờ quay lại thôi. Đây cả nhà của mình, và đây là mấy chị em đang làm cơm lam nha mọi người. Đó, mọi người có thể ghé quán ủng hộ cái Tamanet nha. Và quán này là quán bà dì nha, và đây là vợ mình phụ bà dì làm luôn nha mọi người. Hello mọi người. Xuống cầu treo, có ai xuống cầu treo chơi thì ghé quán của dì em ủng hộ cơm lam nha mọi người nha. Đây bà chú xinh gái. Đó, và đây em đang tự làm cơm lam thì rất bình thường đây. Đó. Ai gửi xe thì qua đây gửi luôn. Ăn cơm luôn. Đây chỗ này là gửi xe cả nhà nha. Và quán đây thì ăn cơm ăn uống và nhậu, vợ em bảo miễn phí hát luôn nha. Thì bảng hiệu thì lát nữa thì Manet sẽ quay cho mọi người xem nha. Bây giờ hiện tại thì Manet sẽ quay cho mọi người cơm lam. Thì làm bằng cây tre bình thường nha mọi người. Cây này là cây tre rừng thiên nhiên nha cả nhà. Thì gạo thì làm từ gạo nếp này. Thì làm thủ công nha, không có làm bằng cái gì hết. Đó. Và mọi người đã làm sẵn hết rồi mọi người. À, tối thì Manet với vợ Manet sẽ nấu nha. Đó, nấu cơm lam này để phục vụ tất cả anh chị mọi miền Tổ quốc của mình đi chơi du lịch Cảo Treo nha. Ở đây là trung tâm du lịch Cảo Treo nha mọi người. Đây mọi người, đây là căn nhà gỗ hồi xưa mình ở nha mọi người. Mình thì đã sinh ra ở đây và cái nhà này rất là lâu luôn cả nhà. Giờ thì ba mấy tuổi sinh xuân. Thì cái căn nhà này thì bây giờ thì vợ đã thay rồi nha mọi người. Cái tôn này, cái này là đã thay này. Mà mấy cái khung cửa này thì chưa thay này. Đó. Mấy cây này là đều là cây xưa cũ luôn. Đó, cái này thì bàn thờ của ông ngoại. Thì bây giờ lát nữa thì mình sẽ làm cúng ở đây. Và nhà sàn này. Đấy, cái tôn này thì lủng hết luôn nè mọi người. Nhưng sao không dột nhỉ. Đấy. Cái nào thì đều trước kia là nhà bếp này là làm bằng mấy cây tre thôi, bây giờ thì đã thay phụ kiện gọi là làm bằng bài bản hơn tí rồi. Thì mình cũng quay giới thiệu ít vậy thôi, tại vì gia đình bên ngoại bà dì thì cũng nhiều con cháu nữa, con thì 5 đứa luôn, và mẹ bác trai chưa có vợ cũng ở đây luôn cả nhà. Cho nên là nhà này tuy nhỏ nhưng mà rất là ấm nha. Thì lát nữa thì Manet sẽ làm cúng. Bây giờ thì mấy anh em đang bắt heo để làm rồi. Phần này kia thì không quay nha cả nhà. Lát nữa mình sẽ làm mấy món ăn bọn mình hay thường làm đây, làm cúng và ăn bình thường. Từ ông cố ông dì truyền tới tay Manet. Manet sẽ làm biểu diễn cho mọi người xem và thưởng thức nha. Thì đây là bà ngoại của mình nha cả nhà. Đây, bà già nhìn giống như khỉ luôn cả nhà. Đây này. Nhìn như khỉ luôn cái này các con, chúc bà thêm tuổi và càng ngày càng trẻ đẹp với các con. Dạ thế này. Chúc bà như thế nào? Chúc bà mừng năm mới. Chúc bà nói to lên. Chúc bà mừng năm mới. Con. Chúc bà dạ con. Chúc bà mừng năm mới. Đó, nói chung là mọi người thì bà thì cũng khó ít, nói chung là không nói được tiếng phổ thông mọi người. Cũng không nghe được luôn cả nhà, không nghe được, và đi kiểu gì này, đi kiếm lon bia lon đồ này mọi người. Đấy, quay xa tí, đừng quay gần quá. Đấy, thấy cái này là xương luôn với gân thôi cả nhà, bị thương rất là nặng luôn. Mà bây giờ thì anh em mình sẽ cũng không ăn ở đây mọi người. Thì anh em sẽ ăn ở ngoài tại vì phiền bà còn ngủ nữa cả nhà. Đó, bây giờ thì ba bố con, bọn con là lì xì bà năm mới thêm tuổi và
chỉ có một tờ thôi. Tại vì con khó khăn mẹ tới đi xin tiền mẹ đi xe bà đấy, bố có một tờ. Bây giờ thì ba bà là điếc lắm cả nhà, không nghe gì hết. Tóc bà này quá đẹp gái luôn cả nhà. Quá là gầy luôn cả nhà ơi. À, đi bệnh viện thì cái này cũng không khâu được. Với lại phải tự trị ở nhà để nó khô này. Đó, cái này thì vừa buồn vừa vui năm mới rồi. Thì bây giờ thì bà vào nghỉ thôi bà. Khâu khâu nó làm sao dạ. Đấy là. Không có gì hết, bố Mika nó. Hai đứa đưa bà vào ngủ đi con. Đó, bà nghỉ ngơi nữa. Bây giờ thì hai đứa đưa bà, con ôm lưng bà không ngủ. Hai đứa ra thì lát nữa bỏ cái màn đàng hoàng cho bà nhé. Bây giờ thì sẽ không làm phiền bà nữa mọi người. Sức khỏe thì cũng không nhiều nữa. Thì bây giờ anh em mình đi theo Manet. Ngồi đây cả nhà ơi. Ăn đi bà. Đấy bây giờ Manet đã làm xong rồi mọi người. Giờ Manet đã làm xong hết món con heo rồi cả nhà. Bây giờ thì rượu chè Manet cũng làm luôn. Và đây là thịt nướng bóng đêm nhá. Và đây là đây là thịt luộc bóng đêm nhá. Và đây là cõi bóp bàn tay từ rừng nhá. Và đây thì rượu chế làm từ bàn tay người đồng bào đây nha mọi người. Và gọi, thường gọi là rượu chế với rượu gần, rượu cần đã đi đôi nha cả nhà. Thì bây giờ không có nhiều món mọi người, một món luộc này, món nướng và món bóp tải. Và chỉ có 3 món thôi. Và cơm nếp này. Cái này là cơm nếp. Đó. Gạo bánh tét này. Đấy và rượu chế. Thì bây giờ thì Manet xin phép là mời tất cả anh em đây, cô chú, bác, ông bà, cô chú, tất cả mọi người và được thưởng thức cùng đại gia đình Manet nha. Bây giờ thì Mate, bây giờ thì đây là rượu chế mọi người. Rượu chế này là tự nhà làm nha. Đó. Đù, ngọt ngọt thơm thơm bùi bùi. Đã lắm, bây giờ muốn uống em. Đấy, đây là chủ nhà bà dì nha cả nhà. Xin chào cả nhà nhá. Ai có đi Buôn Đôn Cầu Treo nhớ ghé ủng hộ quán Trường Tre nhá. Rất là ngon mọi người ạ. Rượu rất ngọt luôn. À, tuyệt vời. Năng tế, bọn nàng buồn hết chắc đấy. Mẹ Thu để lọ ơi, ăn mẹ Thu. Mẹ ơi, ngon lắm. Mẹ lại đây đi. Xong. Không hợp tác với cháu. Uống đi. Mẹ thử chứ. Ngon đi. Ngon lắm. Sao là mẹ Thu? Ngon lắm bà. Thế hôm nay bà chúc mừng năm mới, bà chúc tất cả con cháu nhá, sang năm mới thêm một tuổi mà làm ăn giàu có hơn năm ngoại nhá. Nhất là Manet. Ngon mà thôi mà. Ngon mà. Rất là đã luôn á. Cái nào? Vợ chồng Manet sang năm làm lại ăn phát tài, tiền vàng như nước. Má thế mày thử đưa đây đũa cho anh. Đây ăn đi. Đấy. Ăn uống đi nào, vậy cứ tự nhiên ngồi đi nào, ngồi bà đi nào. Dạ. Đấy. Ăn đi mấy em. Đây bây giờ thì Manet sẽ mời mọi người cái này là cõi nha. Đó, đây mọi người. Thì cái này thì ai mà xuống Manet thì Manet sẽ khiêu đãi mọi người nha. Biểu diễn cho mọi người ăn. Thật sự mọi người chỉ cần nếm thôi là biết ngon thế nào. Mời mọi người nha. Ông em.
Quá ngon. À, vừa thưởng thức vừa ăn rượu chế luôn. Đã lâu lắm mình chưa được. Đến buôn đôn là mình thưởng thức chế được cần. Rượu ngon mà mình ạ. Không biết uống là sai. Cái này có thơm nè. Thế nào? Quá ngon nhỉ? Ngon. Rất là ngon. Mời mọi người thịt nướng bóng đêm nha. Rượu chế này chỉ có 102 nha. Không có 203 đâu. Wow. Gâm nó đi đâu mất ảnh nhỉ? Quá ngon. Giang ơi, nãy tầm bao nhiêu mét thế Trinh? Gần mười mấy mét thôi. Gần 20 thôi. Đây bà cho cò này. Đây, đây, đây. Có ngon không? Ông cứ túm cái chân mình. Đây, đây. Này, em ăn này. Cho nó mì hột hai chục. 80 mấy mét. À, ăn xong rồi uống được cần mùa. Quá đã không? Em bà có mười mấy mét thôi. 20 mét đó. Cứ nói mười mấy nữa 20. À. Đồ. À, đã lắm mọi người ạ. Hãy thưởng thức nhá. Dù chỉ một lần. Lấy cái bát. Mồi thì chán nản luôn. Đó. Mà heo 200 nghìn mà ăn cả nhà không xin nhê luôn cả nhà. Đó. Cho bà cái bát. Cái này là rượu thuốc nhá cả nhà nhá. Ơ cái này là đây. Gạo rượu thực cấm à? Rượu thực cấm. Còn rượu à mà con nhà mình đâu? Đây là rượu thực cấm. Rượu thực cấm à? Ăn thử rất ngon. Đây. Ăn đi. Lấy thìa ra ăn đi xem là có ngon. Lấy thìa đi em. Đây này cả nhà ăn đi. Ăn xem đã à? Ồ, để cháu thưởng thức nha. Mời cả nhà nhé, thử thưởng thức cái rượu này. À, hình như là Manet chưa được thưởng thức đâu rượu này. Hôm nay thì bà năm mới bà cho Manet thưởng thức nha. Và Manet mời mọi người nha. Sao? Ngọt ngọt, bùi bùi, nó thơm thơm, đúng không? Nó thơm thơm như... Cái gì ta? Như cái mùi gỗ, cái loại gỗ gì đó. Có loại gỗ mùi như thế này. Không có cái loại gỗ gì. Đấy. Bắt nó quay cái mì tôm nhá. Cơm có không ăn, ăn mì tôm. Ngon đâu. Cơm thơm. Cơm nào, cơm nào. Mùi này là giống như gỗ lọ nồi. Đấy, em thật. Đừng bắt ra. Ngon lắm mọi người ạ. Chắc rất nhiều người biết về món này nhưng mà mình thì chắc là chưa giải thích được món này nó như nào. Nhưng mà cái này là gọi là nếp cẩm. Cái này là gạo nếp cẩm người Bắc hay làm. Là bà sẽ làm cho hôm nay là con cháu thưởng thức. Đấy, đây là rượu. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Nếp cẩm. Ờ, gạo nếp cẩm. Chứ không phải là rượu. Đây ma công đây. Đây là rượu Amazon. Ma công tự đi vào rừng lấy. Đây là rượu Amacong mọi người, pha rất là nhiều loại thuốc dược của bên rừng Buôn Đôn nha cả nhà. Nó hoa thơm, cái gì cây thơm này, rồi nó nhiều cây lắm. Thì hôm nay thì Manet sẽ nói ít thôi. Nói chung là nó rất là nhiều cây luôn. Bây giờ thì Manet cũng sẽ thưởng thức luôn. Chà, đúng bảo luôn. Mùi nó thơm thơm, nó nhức nhức. Mời mọi người uống rượu, giờ mình sẽ thử mùi như nào và cảm giác rượu này nó như nào. À chà, mặn lắm. Rượu này có thể tăng cường sinh lý và có thể bổ dưỡng và sức khỏe của mình, có thể trị cả đau lưng luôn nha mọi người. Ai mà nữa. Gọi là yếu sinh lý hay là không đẻ được con trai thì uống nha. Bây giờ thì Manet cũng mời tất cả mọi người ăn nha.
Và bây giờ thì Manet cũng xin tạm dừng video tại đây, và cả gia đình Manet sẽ gọi là đón Tết, và cả nhà mình cũng đón Tết. Và Manet xin chào mọi người và hẹn mọi người video tiếp theo nha.